Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Hyundai i30 ở cái phiên bản CV kép quý vị các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2009, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và chiếc xe đã lăn bánh được hơn 10 vạn km rồi. Màu trắng quý vị bạn nhé. Đấy, phiên bản đủ CV kép, phiên bản đủ này là la răng 5 cánh kép được kết hợp với hợp kim chrome quý bạn nhé. Rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị và các bạn ạ. Đấy, phiên bản này là cái phiên bản đủ rồi. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa quý bạn nhé. Và đây là cái phần động cơ của chiếc xe. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc i30 CVK 2009 này là một cái khối động cơ xăng 1.6 lít và hộp số tự động. Và đặc biệt là cái động cơ này còn rất là mới này. Động cơ nguyên bản này, toàn bộ ốc chân máy này cho đến ốc mặt máy đều còn nguyên bản và rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này được chủ xe đi cũng rất là giữ gìn, cho nên là còn rất là mới, từ những cái tấm chắn nóng này, tấm chắn nóng cabo đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Đấy, chủ xe đi rất là giữ gìn cho nên là chiếc xe rất là đều, rất là đẹp. Cụm đèn pha bi xenon cũng còn rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Và ở cái phiên bản i30 CVK phiên bản đủ này thì xe cũng đã được trang bị bộ la răng là 5 cánh kép kết hợp với hợp kim chrome. Đấy, khác biệt với phiên bản thiếu nó không có cái la răng này đâu quý bạn nhé. Đấy, và khóa thông minh, bấm tay để mở cửa đấy ạ. Đấy, và nội thất da cao cấp, táp bi cánh cửa rất là đẹp đấy ạ. Với táp bi cánh cửa rất là đẹp nhé, kết hợp giữa nỉ và kết hợp giữa nhựa và da rất là đẹp ạ. Đồng hồ công tơ mét đây, thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe mới lăn bánh được hơn 10 vạn km thôi. Và chiếc xe này thì đã được chủ xe trang bị màn hình Android rồi. Đấy, với nội thất da cao cấp rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Nội thất da cao cấp còn nguyên bản và còn rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị và các bạn ạ. Để toàn bộ về những cái phần táp bi cánh cửa này cũng còn nguyên bản nhé. Và bộ ghế da cũng còn rất là mới, còn nguyên bản và rất là mới này. Đằng sau này thì còn rất là mới luôn quý vị bạn ạ. Vì cái ghế da đằng sau này ít người ngồi hơn cho nên là nó còn mới hơn rất là nhiều. Đấy, và toàn bộ về những cái phần đèn hậu này cũng như là về cái phần chrome, đấy, phần logo, phần chữ đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đấy, biển 30V1401, biển số vẫn là từ 2009. Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Chiếc xe đã được chủ xe lắp thêm cái màn hình Android này rồi quý vị bạn nhé, màn hình rất là to. Và ở cái bản đủ này thì xe cũng đã được trang bị là sấy ghế quý vị bạn nhé, sấy ghế hai hàng ghế trước. Đấy, ở cái phiên bản đủ này mới có được cái sấy ghế và cửa sổ nắp quý vị và các bạn nhé. Tất cả còn rất là đẹp. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Hyundai i30 CVK 2009 nhập khẩu nguyên chiếc biển Hà Nội này thì chúng tôi đang bán với giá là 280 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe Hyundai i30 CVK 2009 nhập khẩu thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Mm-hmm.